Xin chào mừng các bạn đã trở lại với Laptop New. Ngay bây giờ thì ngày hôm nay đã là những ngày kết thúc của kỳ thi đại học cũng như là kỳ thi trung học phổ thông rồi. Cho nên rằng xin chúc mừng những bạn nào mà các bạn đã và đang chuẩn bị vào đại học. Và trong video ngày hôm nay thì mình muốn nói đến một việc mà mình nghĩ rằng các bạn học sinh, sinh viên đang chuẩn bị bước vào giảng đường đại học hay là đang chuẩn bị bước vào trở lại với ngôi trường của mình sẽ rất là quan tâm, đó chính là việc mua cho mình một chiếc laptop để mà các bạn có thể học tập, làm việc và cả chơi game nữa. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ nói về những cái ngành học của đại học trước đi. Thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những ngành học đúng không? Nhưng mà mình sẽ gói gọn nó vào một là những ngành học cơ bản như là kinh tế, xã hội, nhân văn, rồi báo chí này nọ. Thứ hai là những ngành học liên quan đến mặt đồ họa như là designer, như là làm video này nọ, hay là các những cái bạn nào mà chúng ta học về những ngành xây dựng, thiết kế này nọ. Và cuối cùng đó chính là ngành IT, một trong những cái ngành mà ngày xưa mình cũng đã học qua. Đầu tiên thì chúng ta hãy nói về ngành IT đi. Thì ngành IT tức nghĩa là các bạn ở đây mình muốn nói đến là ngành lập trình máy tính là đa số. Thì đối với những bạn mà lập trình máy tính, các bạn sẽ làm việc với rất là nhiều những cái chương trình liên quan đến việc lập trình như là C cộng nè, như là C cộng cộng nè, hay là Java này nọ chẳng hạn. Thì đối với những bạn này thì chúng ta sẽ cần có một chiếc laptop với màn hình đủ lớn khoảng 14 đến 15 inch. Tin mình đi, ngày xưa mình cũng vậy mà. Và các bạn sẽ phải lưu tâm đến khi mà chúng ta mua, đó chính là CPU cũng như là RAM, và tất nhiên phải có SSD rồi, để mà các bạn có những cái trải nghiệm mượt mà hơn, những cái tác vụ nó sẽ ok nhất để giúp cho các bạn có thể viết được, cũng như là chúng ta cần một cái màn hình đủ rõ nét, đủ lớn để các bạn có thể thấy được rất là nhiều những dòng code nằm ở trên chiếc máy tính của chúng ta. Rồi, tiếp đến đó chính là những ngành học cơ bản như là ngành kinh tế, ngành báo chí này nọ. Thì đối với đại đa số những ngành học này thì các bạn sẽ học trên chiếc laptop của chúng ta. Thì thường thì các bạn sẽ sử dụng rất là nhiều những cái ứng dụng như là những ứng dụng Office, những ứng dụng văn phòng để các bạn có thể viết bài báo cáo đồ này nọ, hoặc là học tập đồ này nọ. Ngoài ra thì các bạn cũng sẽ phải là truy cập lên Internet, sử dụng Google Chrome để mà chúng ta có thể tìm tài liệu. Và đó là những gì mà những ngành học này mình nghĩ rằng các bạn sẽ phải làm nhiều ở trên chiếc laptop của chúng ta. Vì vậy thì đối với những cái ngành học như vậy thì các bạn sẽ cần một chiếc laptop có thiết kế mỏng, gọn, nhỏ, và màn hình thì mình nghĩ rằng khoảng 13 đến 14 inch là cũng đủ, hoặc là 15,6 inch cũng được. Tất nhiên thì các bạn cũng phải xem xét đến đó chính là việc là các bạn sẽ cần một cái CPU tốt nè, cũng như là một dung lượng RAM đủ để các bạn có thể mở nhiều tab trong cùng một lúc để chúng ta có thể làm việc. Và bên cạnh đó thì tất nhiên các bạn cũng phải lưu tâm đến một điểm nữa, đó chính là pin của chiếc máy. Bởi vì nhiều khi các bạn sẽ mang chiếc máy của chúng ta đến trường và các bạn sẽ không muốn là các bạn phải vác theo một cái cục sạc cho nó nặng nề nữa, mà chỉ riêng chiếc laptop của chúng ta thôi. Cuối cùng đó chính là những ngành học liên quan về mặt đồ họa hình ảnh, như là xây dựng, như là thiết kế công trình, như là designer này nọ. Thì đối với những ngành học liên quan đến mặt đồ họa hình ảnh nhiều như là designer, edit video này nọ, thì các bạn sẽ phải làm quen với những cái chương trình đến từ nhà Adobe như là Adobe Photoshop, Adobe Illustrator hay là Corel Draw này chẳng hạn. Thì đối với những cái chương trình này nó sẽ cần rất nhiều những cái tác vụ nặng, và tất nhiên thì các bạn sẽ phải cần cho chúng ta có một cái màn hình cũng đủ lớn để các bạn có thể thấy được mặt hình ảnh tốt. Thì đối với những bạn nào mà chúng ta học những cái ngành như thế này thì các bạn nên mua cho mình một chiếc laptop đâu đó khoảng có màn hình là 15,6 inch. Và ngoài ra các bạn phải chú ý cực kỳ đến việc là các bạn phải có một cái CPU mạnh như là Core i5 hoặc Core i7 trở lên, và các bạn phải có một dung lượng RAM mình nghĩ rằng phải trên 16GB thì các bạn mới có thể cân được những cái tác vụ nặng như là những cái chương trình như thế này. Và tất nhiên các bạn cũng phải có một cái chiếc card đồ họa rời để chúng ta có thể là tận dụng được hết cái sức mạnh của một chiếc laptop mang lại cho chúng ta trong cái quá trình mà các bạn học tập. Cuối cùng là những cái ngành mà lúc nãy mình có nói là liên quan đến kỹ thuật cơ khí, thiết kế, công trình đồ này nọ. Thì đối với những cái này thì các bạn cũng sẽ sử dụng rất là nhiều những cái ứng dụng, những cái chương trình liên quan đến thiết kế đồ họa như là AutoCAD nè,
như là SolidWorks hay là Pro Engineer gì đó. Thì đối với những cái chương trình như vậy thì nó cũng nặng tương đương mà cũng có thể là sắp xỉ, cũng có thể là cao hơn những cái chương trình đến từ những cái ngành học đồ họa. Và như vậy thì các bạn sẽ cần cho mình một chiếc laptop có CPU mạnh, có màn hình đủ lớn, tất nhiên phải là Full HD trở lên, cũng như là RAM nhiều một tí, và tất nhiên ổ cứng SSD là một điều không phải nào mà các bạn phải bỏ qua. Ok, và đó là những gì mà mình muốn nói đến trong video ngày hôm nay. Mong rằng nó sẽ giúp cho các bạn có thể lựa chọn cho mình những chiếc laptop để các bạn có thể sử dụng trong thời gian sắp tới. Và chúc các bạn có một cái con đường sáng lạn và luôn trải thảm đỏ để mà chúng ta có thể thành công trong tương lai. Mình là Hiếu Trung, còn bây giờ thì xin kết thúc video tại đây. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.